Hello, xin chào tất cả các bạn học sinh. Xung quanh thầy toàn là nước. Xung quanh anh toàn là nước đây. Cơ thể anh đang bị ướt đây. Thầy đang ở bãi Đông Nghi Sơn, Thanh Hóa. Và hỏi thêm một câu về sóng cơ học nhá. Hãy tìm tần số truyền sóng của thầy nào. Hãy tìm tần số truyền sóng của thầy nào. Ôi, thầy chơi với tôi, học ít thôi, chơi nhiều lên nhá.